Xin chào, chào mừng quay trở lại với channel của mình. Hiện tại thì mình đang ở Đài Loan trong cái chuỗi đi sự kiện Computex 2018. Bây giờ thì mình đang ở một cái phố mua sắm của Đài Loan. Thật ra thì đây không phải là lần đầu tiên mình đi Đài, đây là lần thứ hai rồi. Đó là ngày hôm nay mình sẽ đưa anh em đi dạo quanh, đi chơi một chút để xem là một cái khu mua sắm ở Đài Loan nó có những cái gì hay không. Thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu ngay bây giờ. Đó, anh em thấy không, có rất rất nhiều những cái cửa hàng khác nhau, cực kỳ nhộn nhịp. Thậm chí là chúng ta có cả dạp chiếu phim này, dạp chiếu phim và yeah baby. Đây chính là một trong những cái shop mà mình luôn luôn phải đi tìm đầu tiên mỗi khi mà đi Đài, đi Sinh hay là đi Thái. Đây chính là Uniqlo. Bây giờ thì sẽ vào đây để đi mua một số những cái món quần áo để xem là có đồ gì đẹp hay không. Rất nhiều anh em hay thắc mắc là những cái áo mà mình hay mặc, những cái áo mình hay mua thì mình mua ở đâu, thì đa phần là mình đều mua ở Uniqlo cả. Đây, ví dụ này, áo Doraemon này. Lý do mình thích Uniqlo đấy là vì mình rất thích mặc áo phông. Áo phông này kiểu dạng không cổ như thế này. Ngoài ra thì Uniqlo rất là hay kết hợp với cực kỳ nhiều những cái hãng khác nhau để mà làm ra những collection rất là đẹp. Đây, chúng ta sẽ có collection Doraemon này, đây Doremi này, cực kỳ xinh. Thì chúng ta sẽ thử đi xem là còn cái collection gì nữa. Dạo trước thì anh em còn nhớ mình làm một cái video mình nói là có những collection Dragon Ball này, có collection về đây Shonen Jump, đây là Kuroko này, đây là những cái mẫu mới này, Shonen Jump, Kuroko này, để xem còn mẫu gì đẹp hay không. Rất là nhiều những cái mẫu hay. Đây là cái series kỷ niệm 50 năm Shonen Jump này. Đây là Hunter x Hunter này, rất là nhiều mẫu đẹp. Mình đang đi tìm để xem là cái series Marvel đâu. À đây rồi, series Marvel đây rồi. Đó, đó. Hình Spider-Man này. Bên ngoài này còn có cả những cái hình dán Doraemon này, cực kỳ lớn, rất là to. Uniqlo. Tạm thời chia tay với Uniqlo, mình sẽ đưa anh em đến một cái shop bán rất là nhiều cái mũ hay này. Đây toàn là những cái mũ on-speed này, cực kỳ đẹp. Có đầy đủ tất cả những cái nhân vật ở trong on-speed luôn. Như là Kuma này, Luffy này, rất rất nhiều mũ hay. Thậm chí dưới này chúng ta còn có cả những cái mũ của Marvel, cái DC. Có cả những cái mũ của Darth Vader luôn, cực kỳ xịn. Đó. Mình có hỏi thử thì giá của mấy cái mũ này hình như là khoảng 1,5 triệu cho đến 2 triệu một cái đấy phải. Wow. Cái khu mua sắm này cực kỳ rộng đó. Mình đi cả vào những cái ngõ ngách như thế này thì cũng vẫn có những cái cửa hàng khác nhau bán đầy đủ mọi thể loại, từ túi sách, ba lô, cóc xê, bờ ra đến cả những cái thứ như là quần áo, đồ chơi, thức ăn, thức uống thì hoàn toàn không thiếu rồi. Bây giờ thì mình đang đi tìm một quán nào để bán trà sữa để uống thử xem trà sữa Đài Loan bên này như thế nào. Thật ra thì mình cũng uống mấy lần rồi, lần trước mình uống khá là nhiều rồi nhưng mà bây giờ phải uống lại. Đi Đài Loan tất nhiên là phải uống trà sữa Đài Loan rồi đúng không? Đến Đài Loan thì đương nhiên là phải uống trà sữa Đài Loan. Yep. Xong rồi xếp hàng vật vã thì cuối cùng mình cũng lấy được ly trà sữa này. Xếp hàng cực kỳ đông, mình tận số 95 lận, chứ tỏ là quá đông. Nhưng mà có cái trà sữa bên này nó không nhiều kiểu dày đặc như bên Việt Nam. Mình đi quanh mãi thì mình thấy có một quán thôi. Còn uống thế nào thì vị trà rất là rõ, nó mà ngọt nhẹ. Có một cái điểm ấy, đấy là trà sữa Đài Loan ở bên Đài thì người ta làm nó khá là nhạt, nó không kiểu ngọt như một số quán trà sữa Việt Nam uống ra được, không bỏ công nhé. Giá cho một cốc này là khoảng 50 đài tệ, mình không nhớ rõ là khoảng quên tiền Việt là bao nhiêu. Taran. Đây là một trong những cái hệ thống mà mình cực kỳ yêu thích, 7-Eleven.
nó giống như kiểu Sở Cẩy Việt Nam ấy, nhưng mà 7-Eleven ở đây ấy, thì nó có rất rất nhiều những cái món ăn ngon, cực kỳ nhiều và đa dạng. Ngay từ cửa vào anh em nhìn này, rất nhiều những vị Pringle mới lạ. Ok, đó, rất nhiều vị Pringle mới lạ, có cả những cái vị gì đó. Và một trong những điểm thích nhất đấy chính là 7-Eleven có rất nhiều những cái món ăn sẵn, super nhiều. Cái này thì Sở Cây mình chắc phải đuổi 10 năm nữa trong cái bằng mất. 7-Eleven đã có ở Sài Gòn rồi, nhưng không biết bao giờ mới có ở Hà Nội.